Xin chào đón quý vị và các bạn trở lại kênh Bàn Tay Chiến Sự, và chúng tôi đang có mặt trên đê sông Hồng thuộc địa phận Duy Tiên, Hà Nam, và đang lối rẽ vào Trường Thụy, xã Trác Văn. Vâng, tôi đến nhà anh Ngọc Anh tại Trường Thụy, Trác Văn. Trước sân nhà là một giàn tùng và một giàn xanh trên chậu. Chủ nhân thì vẫn chưa có nhà nhưng chúng tôi cứ tiến hành. Những trái bồng lúc này thì đang vào mùa. Gần như là trên chậu. Voi cây sung. Sung già, da xanh. Này mà ngồi nhậu có thể vặt dăm ba quả. Vâng, dăm ba quả chúng ta nhâm nhi thì cũng rất là hay. Sung và lộc vừng nó cũng là những cây phong thủy sung túc, sung sướng, lộc đa tài đa lộc, những giò lan. Chúng ta cùng tiến về phía đằng sau. Trước này có một ông ấy... Đằng sau cũng kín cây luôn. Một đồi tùng. Một giàn xanh và một giàn đa. Ba này rất là đam mê. Đây là phía trên, chỗ này lại có một giàn vạn tuế nữa. Ở phía dưới là một loạt phôi, chắc là cần chúng tôi biến đổi. Vâng, thưa các bạn, ở vườn này thì nó có khoảng gần 20 cây và nó cũng đang um tùm lắm, nhưng mà có một cái điều là lẽ ra thì căng lưới nhưng mà do anh không căng được thì chúng tôi lại phải vẫn để lá. Nhưng mà chia sẻ với các bạn một cây như thế này. Đây là một cái cây mà từ gốc hiện nay nó đang cao khoảng 1m8, 1m9 gì đấy, cao hơn cả Tiến Sự nhá. Và các bạn nhìn những cái đường này nó rất là cứng và nó gần như là nó bằng nhau các bạn nhé. Nên là hai nữa là trước bác ấy để cháy lưng, nó cháy rồi. Hai nữa là chúng ta dù nó không cháy thì để nó cũng không có đẹp, sau này làm ra nó đưỡn cây lắm. Thì bây giờ sẽ chia sẻ với quý vị và các bạn những cái điểm cắt. Rồi, đặt giả thiết mà chúng ta có cắt đến đây thì cây vẫn chưa đẹp, là vì từ đây lên đây nó vẫn là một cái thân thẳng và đây lại thêm một cái đường thẳng nữa, nó bị cưỡng, do đó nó sẽ không đẹp.
mà sẽ phải cắt tới đây các bạn nhé. Gần như là cắt bỏ hết, chỉ lấy một cái gốc để chúng ta xây dựng lại, để sau này cây nó đầm, nó tỷ lệ của nó hài hòa hơn. Ví dụ lên đây nó là đi khoảng 3 mấy đi, thì lên đây nó khoảng 20 mấy đi, thì cái tỷ lệ nó sẽ đẹp hơn. Còn những cái điểm này chúng ta có thể tạo ra một cái vết sẹo đó, thì cho nó vui hơn, để cho khi mà chúng ta được bông tay thì nó cũng trở thành một cái vết hầm hố và nó vén sẹo nó sẽ đẹp hơn đó. Còn nếu mà nhiều anh em tiếc thì thường thường là cắt đến đây, lại lấy một cái đảo, lấy một cái nhịp này nữa, nhưng mà nó sẽ vẫn không đẹp, nên là chúng ta cắt triệt để đó, cắt tới đây luôn. Có thể là đây sẽ có cái mầm bên này, có thể tôi sẽ tận dụng cái mầm, một cái mầm bé ở bên này, chúng ta sẽ xây dựng lại đó. Và bây giờ thì sẽ bỏ, đầu tiên thì sẽ cắt vuông này đi, bỏ nhấc hết ra, và như vậy thì nó chỉ còn khoảng 4-5-60 phân thôi. Ok. Cắt đôi ra, cắt trên trước. Cắt đôi ra, đúng rồi. Các bạn thấy là cắt đi rồi mà nó vẫn còn dài cái tỷ lệ. Đó. Nó rất dài. Rồi cho vẽ. Cái mầm này chỗ đầu nó hình như vậy là các bạn thấy là cắt đi rất rất nhiều. Rồi bây giờ chúng ta sẽ kiểm tra lại. Kéo. Chúng ta sẽ lọc bớt ra đi. Đưa mượn cái tay, cưa tay. Cho các bạn thấy là khi mà đến cái tay này, chúng ta có tận dụng nó cũng không có đẹp, bởi vì là nó đồng với lại cái thân chủ. Thế nên là ta phải cắt đi lấy mầm lại. Đấy các bạn nha. Đó. Nó đồng trục với lại cái thân chủ. Thì ta bỏ đi. Đây chúng ta sẽ xây dựng đảo cái mầm này sang, để cho cái cốt nó đảo lắc đi. Đó. Thì bây giờ chúng ta phải xử lý cái sẹo này cho nó đẹp. Còn nếu mà để này thì nó rất là thô.
Cái này trước bác không định hình chuẩn, nó toàn bị vách lên thôi. Đây là các bạn thấy nó cưỡng lên, cưỡng lên. Thì bây giờ chúng ta sẽ phải xử lý cái sẹo này. Bây giờ thì sẽ nhờ Quốc Việt xử lý cái sẹo này. Chỗ này các bạn thấy là nó đang rất là đuỗn. Và khi mà cái điểm đuỗn này nó lên đến đây, chúng ta lại cảm nhận nó sẽ rất là dài. Đó, ta có thể làm một cái sẹo ngắt quãng nữa. Rồi, tạm như thế đã, có gì ta sẽ bổ sung sau. Như vậy là các bạn thấy chúng tôi cắt làm lại hết các bạn nhé. Thà là bỏ đi hết ta làm lại từ đầu, chứ không để nó tỷ lệ nó ngẳng ngẳng, nuôi tưới nó sẽ rất là mất công. Vâng, như lúc đầu thì các bạn thấy là nó rất là dài, thậm chí là nó cao gần 2 mét. Và cái cao nó đã là một phần, tuy nhiên thì nó lại là một cái đường thẳng, nó bằng nhau, nó chưa có cái điểm giật bao giờ. Do đó, ngoài ra thì cái lưng của nó lại bị cháy nữa. Nên là thôi thì cứ bỏ đi hết, ta làm lại từ đầu và xây dựng lại. Mất vài năm nhưng mà nó có chất lượng, còn hơn là ta để vậy các bạn nhé. Đây là cái ngọn mà sẽ được đảo đi. Thì cái cây sau này nó sẽ dẻo hơn. Nó dẻo hơn. Và cái tỷ lệ nó đẹp hơn. Bây giờ nó chỉ có 60 phân thôi. Sau này cây nó dưới 1 mét. 90 phân là ok các bạn. Sau này bóng chúng ta sẽ sử dụng rộng một sải tay này. À, tầm này thôi. Là ok, lên chậu nữa là chơi bonsai, cắt chỉnh sửa và giao lưu mua bán rất là thuận tiện. Và chúng ta chơi nó cũng rất là vừa gọn gàng, nó không quá chiếm nhiều diện tích. Các bạn biết bây giờ thì tất đất thì tất vàng, đất thì ngày càng hạn hẹp. Và cây thì chúng ta chơi, anh em nào cũng muốn là chơi nó có tăng số lượng cây để chúng ta được ngắm nhiều hơn. Video này tiến sự thực hiện tại Trác Văn Duy Tiên, thị xã Duy Tiên, một trong những thị xã khá còn non trẻ, mới được lên cái gấp thị xã tại tỉnh Hà Nam quê hương chúng tôi. Một lần nữa xin các bạn đang còn băn khoăn, có những cây nó đang bị dài tỷ lệ, còn đang
khó coi một chút, các bạn có thể cứ mạnh tay cắt và chúng ta chăm sóc. Và các bạn biết là xanh Nam Điền hay Duối hay Si thì nó phát triển cũng là khá nhanh. Và ngoài xanh Nam Điền ra thì cái gì đẹp chúng ta cũng chơi. Bây giờ tất cả các loại cây đều có điểm đẹp, già là chúng ta chơi. Ok, một lần nữa xin cảm ơn quý vị và các bạn đã đón xem video này. Xin chân thành cảm ơn và thân ái tạm biệt. Hẹn gặp lại quý vị trong video sau.